phát biểu tại một diễn đàn trước các cuộc họp cấp cao với các giới chức Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Khắc Cường nói, nước ông có mọi quyền bảo vệ chủ quyền và quyền hàng hải ở Biển Đông. Ông Trịnh nói, thực ra Hoa Kỳ không phải là một nước đòi chủ quyền trong vụ tranh chấp Biển Đông và đã nói là không theo một lập trường nào về các vụ tranh chấp lãnh hải. Ông nói thêm, do đó, chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ giữ vững lời hứa và không đứng về phe nào, mà có thể xác định lập trường của mình dựa vào những điểm đúng và sai trong vụ này, thay vì xét xem ai là một đồng minh. Tôi nghĩ nếu họ có thể làm được điều này, và nếu họ có thể ngưng các hành động khiêu khích nhắm vào chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc, thì Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, và cổ suý cho việc giảm nhiệt trong vấn đề này.